Bà Phương Hằng tiếp tục khiến luật sư của NB Đức Hiển đội quần, đừng có lòng vòng nữa. Vậy thì bà xác định là ông Hiển cùng với nhiều người khác tấn công Đại Nam, tấn công quỹ mổ tim, tấn công nhà máy oxy. Thế thì bây giờ tại phiên tòa hôm nay, bà còn giữ cái ý kiến đó không? Hay là bà rút lại? Tất nhiên là có, đó là quyền lợi của nhân dân. Những gì tôi làm ra để đóng góp cho nhân dân, cho xã hội và đặc biệt là nhân dân nghèo. Tôi nặng tình với dân nghèo và đặc biệt là trẻ em nghèo. Cho nên tôi vẫn giữ quan điểm của tôi. Cái giá tôi đã trả đã là 18 tháng rồi. Bà vẫn giữ quan điểm đó. Như vậy thì có mâu thuẫn với nội dung là bà xác định là bà có sai trong vụ án này. What the hell? Việc nào ra việc đó, luật sư ơi. Việc nào ra việc đó. Chính vì việc nào ra việc đó cho nên tôi mới hỏi. Như vậy thì những cái thông tin bà nói về ông Hiển thì bà biết, bà có chứng cứ hay bà có các cơ sở gì khác có trình cho cơ quan, tôi chưa hỏi xong. Bà có trình cho các cơ quan bảo vệ pháp luật không? Tôi không trả lời vì mọi thứ đã thể hiện trên cáo trạng rất là rõ rồi, đừng có lòng vòng nữa. Trả lời cái câu hỏi, câu trả lời đó là câu lại trả lời cuối cùng của bà. Đúng, tôi không trả lời. Kính thưa đồng xét xử, tôi cũng đã hỏi xong, tôi xin hết. Đây không phải là những người bị hại mà là những người phá hoại. Cho bị cáo nói lời chân thành nhất là trên cáo trạng tất cả mọi người đều tấn công bị cáo và bị cáo tự vệ. Không phải là bị cáo bị khùng mà đi lên chửi như thế. Thứ nhất, thứ hai nữa, một mình bị cáo bị một nhóm người tấn công. Bây giờ ngay tại phiên tòa này đây cũng toàn là luật sư tấn công bị cáo. Vậy thì hỏi rằng với một cái lương tâm nhìn thấy bị cáo sống chết với nhân dân, lo cho nhân dân, lo cho những người nghèo, làm những công trình phúc lợi cho nhân dân, vậy thì mục đích muốn đưa bị cáo đi tù nữa, vậy thì hỏi ngoài cái tòa án ra còn tòa án lương tâm nào nữa không cho các luật sư mà đang đại diện cho những người tự cho là bị hại. Bị cáo thấy rằng là đây không phải là những người bị hại mà là những người phá hoại. Một năm rưỡi qua bị cáo đó không làm gì giúp đỡ cho nhân dân nghèo và cũng không có trái tim nào được bị cáo cứu sống. Đó là điều đau khổ nhất mà bị cáo quằn quại cả ngày cả đêm. Vậy thì lương tâm của những người đang đứng trước tòa án này, ngoài cái nghiệp nghề đi bảo vệ cho dân chủ của mình, có coi lại cái lương tâm của mình khi tấn công một người phụ nữ đã làm bao nhiêu điều tốt đẹp cho xã hội hay không? Tôi chỉ muốn nói những lời cuối cùng. Xét thấy việc xử lý hình sự đối với bà Hằng cũng đã đủ để cảnh tỉnh, tôi không có yêu cầu bồi thường. Mong pháp luật khoan hồng cho bà ấy cũng như tất cả các bị hại. Kính thưa hội đồng xét xử cùng với viện kiểm sát, như pháp luật đã kết luận là những điều bà Hằng nói về tôi là thiếu căn cứ, không đúng sự thật. Về thiệt hại thì trong những năm qua tôi cũng thiệt hại rất là nhiều, nhưng mà không có đong đếm được, bởi vì nó đến từ tinh thần, từ sức khỏe và đặc biệt là danh dự của ba đứa con nhỏ của tôi. Tôi rất là lo tương lai của các con trong cái sự phát triển về nhận thức. Dạ, tòa đang hỏi nè, hôm nay tại tòa ngày hôm nay thì ngoài bà nhất trí với nội dung truy tố rồi thì cái cụ thể yêu cầu hôm nay tại tòa hôm nay bà có yêu cầu cụ thể gì không? Dạ vâng, thì tôi xin được phép nói tiếp. Lý do mà tôi có mặt ngày hôm nay cũng bởi vì ba đứa con nhỏ của tôi. Tôi lo lắng vì tương lai của các con. Tuy nhiên thì tôi xét thấy việc xử lý hình sự đối với bà Hằng cũng đã đủ để cảnh tỉnh. Và tôi tin rằng ai cũng có những lần sai, chỉ cần mình nhận thức và biết thay đổi. Tôi không có yêu cầu bồi thường. Mong pháp luật khoan hồng cho bà ấy cũng như tất cả các bị hại. Chỉ là nếu được thì tôi mong được trả lại danh dự chúng tôi bằng một lời xin lỗi, nếu như cô cảm thấy cái điều đó là xứng đáng cho tương lai của các con của tôi. Vâng ạ. Bà về chỗ đi. Vâng. Bị cáo Hằng đứng lên. Tố cáo vì anh xúc phạm tôi ở PC02. Và tôi nghĩ rằng là tôi ở tù 18 tháng cũng đã quá cay đắng rồi. Suốt 18 tháng qua có ai làm thay tôi những cái quỹ mổ tim không? Tất cả những người này được tư cho là bị hại hay là thật sự trong thâm tâm của luật sư họ là phá hoại hay bị hại? Bị hại là nhân dân, là những trẻ em nghèo bệnh tật, chứ không phải là đây là bị hại, đây là phá hoại. Thế đây thì vợ chồng công viên Thủy Tinh đã vợ chồng công viên Thủy Tiên
Vừa rồi thì vợ chồng công Minh Thủy Tiên có gửi cái đơn yêu cầu bổ sung, cái đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với chỗ bà Hằng. Thì ở đây thì vợ chồng công Minh Thủy Tiên đã vợ chồng công Minh Thủy Tiên đã rút một phần, đã tách một phần. Trở thành bị cáo là một cái điều mà bị cáo vô cùng ân hận và đau khổ. Vì suốt 18 tháng qua, bị cáo đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tâm huyết và đại nguyện của bị cáo là giúp cho người dân nghèo và trẻ em bệnh tật. 18 tháng qua, bị cáo hối hận là vì bị cáo không kiềm chế được bản thân mình. Bị cáo bị kích động, mà bị cáo cảm thấy rằng là... Đây là lời nói sau cùng. Bị cáo nói ngắn gọn thôi. Dạ, bị cáo chỉ mong là bị cáo được trả tự do. Mong hội đồng xem xét vấn đề gì. Dạ, xem ngắn xét cho bị cáo có tình có lý và cho bị cáo cơ hội để bị cáo quay trở về, bị cáo làm những công việc để giúp dân, giúp nước và giúp cho công ty càng ngày càng phát triển. Đó cũng là một cái mà bị cáo và anh Dũng đã đại nguyện sống vì dân, vì nước, vì trẻ em nghèo bệnh tật và người nghèo. Đó là cái nguyện vọng cuối cùng. Bị cáo nghĩ rằng 18 tháng qua đối với bị cáo là đã quá đau đớn rồi. Thành ra bị cáo thành khẩn cầu xin là hãy xem xét hết tất cả vì sao bị cáo phạm tội và cho bị cáo một cơ hội để bị cáo trở thành một công dân có ích cho xã hội, đóng góp thật to lớn cho xã hội, bởi vì những gì bị cáo làm là những sự việc cụ thể và bền lâu, chứ không phải là xuất phát từ muốn làm thì làm, muốn nghỉ nghỉ, mà là một cái quỹ kéo dài. Đã mười mấy năm nay bị cáo làm bằng những cái cụ thể. Bị cáo hy sinh rất là nhiều, kể cả trong cái đại dịch. Bị cáo đã bỏ 300 tỷ ra mua 50.000 cái bình oxy và 21 cái nhà máy. Là bị cáo phải đi thế chấp cái nhà của bị cáo để bảo lãnh cho công ty Đại Nam vay tiền ra đi mua oxy để cứu dân trong cái đại dịch. Đó là sự thật bị cáo nói trước phiên tòa ngày hôm nay. Vì sao dân thương bị cáo, đó là sự hy sinh của bị cáo đối với nhân dân, với đất nước, thể hiện qua những việc làm rất là cụ thể. Bị cáo chỉ muốn trở về để sống và làm lại những câu chuyện mà bị cáo đã ước mơ, để trở thành một người có sống góp cho đất nước, có giúp ích cho dân và trở thành một người công dân lương thiện. Đó là lời nói sau cùng của bị cáo. Bị cáo về chỗ đi. Động cơ, mục đích, lý do bị cáo mình lời mời tham gia live stream với chị Hằng là để phản biện xã hội, phản biện những cái hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Đối với bị cáo, việc nhận lời mời tham dự 11 buổi live stream với chị Hằng là để bị cáo nói lên cái quan điểm pháp lý của mình, phân tích quy định pháp luật. Bị cáo không tư vấn cho bị cáo Hằng, bị cáo chỉ phân tích quy định pháp luật về những câu chuyện xảy ra liên quan đến câu chuyện của chị Hằng nêu hoặc những vấn đề liên tiếp xảy ra sau đó trên phương tiện truyền thông. Bị cáo không đồng ý với cáo trạng ở khía cạnh là cáo trạng đã làm sai đi xuyên tạc cái ý nghĩa, lý do, mục đích live stream của bị cáo, và cũng như là cái nội dung bị cáo phát ngôn cũng không được làm rõ. Cáo trạng chỉ đánh giá cái hành vi của bị cáo khi live stream thôi, mà không đề cập đến cái nội dung phát ngôn của bị cáo khi live stream, và chỉ vì đánh giá hành vi. Và do đó là khi thấy chị Hằng có phát ngôn xúc phạm thì cũng quy kết đi đi. Dạ. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng đứng lên luôn đi. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho phép hỏi là tại vì trong cáo trạng có trích ra cái lời khai của bị cáo là hỏi là hỏi tập trung câu hỏi chứ không phải trình bày đâu. Điều tra viên có từng hỏi bị cáo Nguyễn Phương Hằng câu hỏi cụ thể là bị cáo Hằng nêu cùng quan điểm, cùng ý chí, tung hứng, hiểu ý nhau là trong vấn đề phản biện xã hội hay là trong vấn đề xúc phạm cá nhân hay không ạ? Điều tra viên có hỏi cụ thể hay không ạ? Điều tra viên hỏi bị cáo câu hỏi tiếp theo là gì? Việc bị cáo tham gia live stream có ý nghĩa như thế nào đối với chị Hằng? Trong biên bản lời khai, bị cáo cũng trả lời rất là rõ ràng. Điều này nên hỏi chị Hằng, bởi vì ý nghĩa như thế nào chỉ chị Hằng rõ, bị cáo không rõ. Nhưng mà kiểm sát viên yêu cầu bị cáo là đề nghị bị cáo là nêu quan điểm của mình. Trong cáo trạng đã có sự cắt ghép nội dung trả lời của bị cáo cho câu hỏi ý nghĩa việc tham gia live stream của bị cáo đối với chị Hằng để ghép vào nội dung câu trả lời thành nội dung cho câu trả lời tại sao bị cáo tham gia live stream với chị Hằng. Như vậy thì sự những lời khai và câu hỏi này còn trong biên bản. Như vậy thì sự cắt ghép của cáo trạng đã làm thay đổi nội dung ý chí lời khai của bị cáo, và bị cáo đã khẳng định việc lý do live stream là phản biện xã hội để người nghe hiểu rõ quy định pháp luật, đường lối chính sách của đảng, còn chứ không phải là cái sự an ủi đối với chị Hằng.
khi đã dám lên tiếng đấu tranh phản biện xã hội, dám nghĩ, dám nói, dám làm, bị cáo biết đấu tranh là sẽ chẳng tránh đâu. Do đó là, nhưng mà bị cáo sẽ không hối tiếc, bởi vì ít nhất một lần trong đời bị cáo đã dám dũng cảm lên tiếng đấu tranh. Kính thưa vị kiểm sát, tôi tên là Võ Thị Thu Trang, là luật sư bảo vệ quyền và đất hợp pháp cho anh Huỳnh Minh Hưng. Xin hội đồng xét xử cho tôi hỏi bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Bảo vệ quyền lợi cho ai? Cho anh Huỳnh Minh Hưng. Bị cáo Hằng và Huỳnh Minh Hưng là vừa rồi là có luật sư livestream. Tại sao thì đứng đây rồi mà hỏi tại sao, về học thêm đi. Tôi không trả lời. Không trả lời, giữ im lặng. Bà có quyền trả lời không trả lời? Không trả lời. Rồi bà không trả lời. Mọi thứ nó thể hiện rõ trên cáo trạng rồi. Đó là lý do tôi đứng tại phiên tòa này. Luật sư có đọc cáo trạng trước khi ra tòa chưa? Tôi không trả lời. Không trả lời, giữ im lặng. Trả lời câu hỏi của luật sư bảo vệ quyền lợi bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Mỹ Oanh, bị cáo Nguyễn Phương Hằng giữ nguyên quan điểm, sẽ không xin lỗi và cho biết đang làm đơn tố cáo ca sĩ Mỹ Oanh xúc phạm tôi ở PC02. Mà tôi nghĩ rằng là tôi ở tù 18 tháng đã quá cay đắng rồi. Suốt 18 tháng qua có ai làm thay tôi những cái quỹ mổ tim không? Tất cả những người này luật sư cho là bị hại hay là thật sự trong thâm tâm của luật sư? Họ là phá hoại hay bị hại? Bị hại là nhân dân, là những trẻ em nghèo bệnh tật, chứ không phải là đây là bị hại, đây là phá hoại. Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho rằng bản thân đã phải trả giá đắt trong gần 1.5 năm vừa qua. Đồng thời, bị cáo Hằng cho biết bản thân đã rất buồn khi phải bỏ đi quỹ mổ tim. Bị cáo mới vừa nghe viện kiểm sát luận tội bị cáo, thì có một điều bị cáo thấy không đúng là lợi dụng quyền tự do. Nếu đã lợi dụng thì phải có thu lợi, hoặc lạm dụng thì bị cáo phải có một cái quyền lợi nào đó. Bị cáo không hề thu lợi bất cứ một đồng nào trên công chúng, và bị cáo cũng không lên công chúng để làm một điều gì đó. Nhưng vì bị cáo không bị công kích và dẫn bị cáo đi quá xa, cho đến ngày hôm nay bị cáo đã trả giá 18 tháng. Bị cáo đã rất đau khổ khi đã bỏ đi cái quỹ mổ tim là cái lý tưởng sống của bị cáo. Có những phát ngôn trên mạng như vậy, bởi lẽ hầu hết những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ở đây đều là những người phát ngôn chính đối với xâm hại đến cái quyền lợi hợp pháp của thân chủ tôi, ngoại trừ là từ cái việc và thân chủ tôi muốn đi tố cáo hành vi của ông Võ Hồng Yên đã chiếm đoạt tiền của bị cáo, và cũng kêu gọi nghệ sĩ Hoài Linh có một sự đồng cảm để lên tiếng cùng bị cáo. Tuy nhiên sau đó thì chính vì bị cáo cũng đã cảnh báo đối với chính ông Hoài Linh về cái việc mà không giải ngân khoản tiền 14 tỷ đối với tiền từ thiện. Và sau đó thì chính nghệ sĩ Hoài Linh thì cũng đã giải ngân 14 tỷ cái tiền từ thiện này. Như vậy là hành vi nói của bị cáo tôi là có đúng và đúng sự thật. Tuy nhiên đối với những người liên quan đã có những hành vi trước đối với bị cáo
Cho nên là bị cáo đã phải thực hiện cái việc phản kháng, phản ứng của mình đối với những cái việc mà gây hại cho bị cáo. Cụ thể như có người đã yêu cầu là bị cáo phải đem con của mình ra để đi xét nghiệm ADN với 20 người khác. Hành vi này liệu rằng có xâm hại đến uy tín danh dự của bị cáo hay không? Hoặc là khi bị cáo thực hiện cái việc tài trợ về oxy đối với các phòng chống dịch thì lại có người lên đòi cách ly tại Nam ra, không được sử dụng oxy của Đại Nam sản xuất. Hoặc là khi công ty Đại Nam sản xuất căn lây y tế thì lại yêu cầu phải xác định giám định căn lây y tế để đảm bảo cái việc tác hại của căn lây như thế nào. Những lời nói đó trong thời cảnh dịch thì rất là nguy hiểm, tác động hầu hết đến danh dự uy tín của bị cáo. Và đồng thời bị cáo cũng là quỹ giám đốc của cái quỹ từ thiện hàng ngũ, nhưng lại đi xâm hại về cái công tác từ thiện của quỹ hàng ngũ, xâm hại tới sự yêu thích, xâm hại tới cái sự tự nguyện của bị cáo đối với cái công việc mình đang làm. Và có người lên lập hẳn một kênh YouTube là nói rằng là bà Hằng đang đi trốn nợ, rồi ông Dũng đã cãi nhau và đánh bà Hằng, đuổi bà Hằng đi. Đặc biệt là công ty Đại Nam đã bị đổi chủ, nợ hơn 17.000 tỷ. Những câu nói này, những hành động này đã tác động tới bị cáo. Thứ hai rồi là đồng phạm của các bị cáo. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn. Ngoài bị cáo Hằng ra thì các bị cáo Như Nhi, Hà và Tân đều tham gia với vai trò là giản đơn. Bởi họ là những người làm công ăn lương, sống phụ thuộc, không tự mình thực hiện hành vi mà chỉ thực hiện theo yêu cầu của bị cáo Hằng. Ba, về tình tiết tăng nặng có tổ chức. Tổ chức tội phạm trong vụ án này là có 4 người cùng làm chung một công việc ở tại công ty Đại Nam, còn một người là khách mời nên quy mô không rõ ràng, tính chất đơn giản, không có chủ trương, không có tôn chỉ mục đích. Sự liên kết thực hiện tội phạm giữa các bị cáo là không chặt chẽ và hành động mang tính tự phát. Mối quan hệ giữa các bị cáo chủ yếu là dựa trên tình cảm bạn bè, dựa trên mối quan hệ giữa lãnh đạo, doanh nghiệp và nhân viên. Các bị cáo hành động sau khi có nhiều thông tin trên mạng xã hội của một số người đã công kích vào công ty Đại Nam, công kích vào buổi hành ngũ của bị cáo, gây nên bị cáo phải thực hiện nhiều lần livestream để phản ứng lại. Vấn đề thứ ba là liên quan tới các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo. Thứ nhất, về các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết 1 được quy định tại điểm F khoảng 1 điều 51. Theo kết luận điều tra và cáo trạng, lời khai của các bị cáo Hằng, Nhi, Hà và Tân có trong hồ sơ vụ án được xác định các thân chủ tôi là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Điều này được xem là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm F khoảng 1 điều 51 của Bộ luật hình sự. Tình tiết 2 được quy định tại điểm E khoảng 1 điều 51. Nguyên nhân phạm tội của các thân chủ tôi có một phần là do hành vi trái pháp luật của một số cá nhân đã xâm hại đến bị cáo. Đặc biệt là theo kết luận điều tra số 212 của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận bị can Đặng Thị Hằng Nghi đã sử dụng kênh YouTube và Facebook Đặng Thị Nhà Báo Hằng Nghi, hoặc là bị can Trần Văn Sĩ đã sử dụng YouTube luật sư Trần Văn Sĩ để đăng bài tổ chức nhiều buổi ghi hình, phát hình trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng, xâm hại lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hàng Ngũ. Ở đây, theo cáo trạng thì ngày 3 tháng 9 năm 2021 là bị cáo Hằng livestream nói về bà Hằng Nghi. Tuy nhiên thực tế thì vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 thì bà Hằng Nghi đã lên Facebook nói về bà Nguyễn Phương Hằng. Từ đó đã tạo cơ sở để cho hai bên có việc đấu khẩu với nhau và dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay. Từ kết luận như trên, để sẽ thấy xác định rằng cơ sở là thân chủ tôi và bị cáo Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm đã phạm tội trong tình trạng bị kích động về mặt tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra, nên được xem là một tích tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm E khoảng 1 điều 51.
tình tiết thứ ba được quy định tại điểm V khoảng 1. Trong cáo trạng đã có sự cắt ghép nội dung trả lời của bị cáo cho câu hỏi ý nghĩa việc tham gia live stream của bị cáo đối với chị Hằng để ghép vào nội dung câu trả lời thành nội dung cho câu trả lời tại sao bị cáo tham gia live stream với chị Hằng. Vì vậy sự những lời khai và câu hỏi này còn trong biên bản. Như vậy thì sự cắt ghép của cáo trạng đã làm thay đổi nội dung ý chí lời khai của bị cáo. Và bị cáo đã khẳng định việc lý do live stream là phản biện xã hội để người nghe hiểu rõ quy định pháp luật, đường lối chính sách của đảng. Còn chứ không phải là cái sự an ủi đối với chị Hằng. Khi đã dám lên tiếng đấu tranh phản biện xã hội, dám nghĩ, dám nói, dám làm, bị cáo biết đấu tranh là sẽ chẳng tránh đâu. Do đó là, nhưng mà bị cáo sẽ không hối tiếc. Bởi vì ít nhất một lần trong đời, bị cáo đã dám dũng cảm lên tiếng đấu. Bị cáo chỉ xin phép không quá 5 phút thôi để nói lên cái cảm nghĩ của mình. Trước hết thì bị cáo cũng xin cảm ơn, dầu là qua đại diện viện kiểm sát, dầu quan điểm khác nhau, nhưng mà đã là tranh luận thì chúng ta cùng làm rõ cái vấn đề để hiểu nhau hơn. Cái thứ hai á, thực ra đây là một cái trải nghiệm của bị cáo để mà kiểm chứng cái sự thật khách quan có còn tồn tại và liệu người ta có dám hy sinh lợi ích cá nhân để đấu tranh phản biện xã hội hay không. Thì trải nghiệm này cho đến nay cho bị cáo hai cặp cảm xúc đối lập nhau. Cặp cảm xúc thứ nhất đó là hy vọng và thất vọng. Bị cáo đã từng rất là tin tưởng vào sự khách quan, biện chứng, vào sự tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, nhưng mà cuối cùng bị cáo thất vọng vì điều đó. Cái cặp cảm xúc thứ hai là hối tiếc và không hối tiếc. Nhiều người kể cả điều tra viên cũng nói rằng là họ tiếc cho bị cáo khi ở vị trí công việc của mình lại đi ngồi live stream với chị Hằng. Nhưng mà bị cáo lại nghĩ là nếu mà suy nghĩ như vậy thì cái giá trị nhân văn xã hội chủ nghĩa còn hay không? Bởi vì bản chất chị Hằng vẫn là người tốt. Khi không ngăn chặn được thì hạn chế được chị thì sẽ là chị sẽ không bị bỏ lại phía sau, giúp ích cho xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói khi đã dám lên tiếng đấu tranh. Bởi vì đây là cảm xúc của ở đây đang nói là sau cùng cho bị phát là lời sau cùng. Bị cáo đã chờ 7 tháng để được nói điều này, xin hội đồng xét xử cho bị cáo nói không quá 5 phút. Nãy giờ là 1 phút. Dạ. Phần tranh luận chủ tọa đã cho bị cáo một khoảng thời gian rất là dài để bị cáo. Dạ, ở đây bị cáo có tranh luận sau cùng rồi. Ở đây bị cáo có tranh luận ạ. Cái lời nói sau cùng. Dạ. Mình đó chưa? Còn phần tranh luận chủ tọa đã dành cho bị cáo cái quyền để bị cáo thực hiện quyền bào chữa cho mình rồi. Dạ. Nhiều hơn các bị cáo khác luôn đó. Dạ, cảm ơn sư phụ. Vậy thì bị cáo xin ngắn gọn thế này. Khi đã dám lên tiếng đấu tranh phản biện xã hội, dám nghĩ, dám nói, dám làm, bị cáo biết đấu tranh là sẽ chẳng tránh đâu. Do đó là, nhưng mà bị cáo sẽ không hối tiếc. Bởi vì ít nhất một lần trong đời, bị cáo đã dám dũng cảm lên tiếng đấu tranh của một con người xã hội chủ nghĩa. Live stream của bị cáo còn, nội dung bị cáo nói còn. Bị cáo tin sẽ có nhiều người xem lại và sẽ thấy bị cáo chỉ là nạn nhân của sự đấu tranh phản biện xã hội chứ không phải là tội phạm. Bị cáo xin cảm ơn ạ. Ở đây thì vợ chồng công viên Thủy Tinh đã vợ chồng công viên Thủy Tiên vừa rồi thì vợ chồng công viên Thủy Tiên có gửi cái đơn yêu cầu bổ sung cái đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với chỗ bà Hằng. Thì ở đây thì vợ chồng công viên Thủy Tinh đã vợ chồng công viên Thủy Tiên đã rút một phần đã tách một phần cái yêu cầu bồi thường thiệt hại trước đây của mình, cụ thể là tách cái số tiền hiện tại yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng nói lớn lên để các bị cáo còn nghe. Hiện tại là đang yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường số tiền cụ thể là 2 tỷ cụ trước thể đây là ông Vinh với bà Tiên yêu cầu là bồi thường vật chất là 30 tỷ 948 triệu, bồi thường tổn thất tinh thần là 14 triệu 900. Dạ. Vậy tại tòa ngày hôm nay chốt lại yêu cầu cụ thể là cái gì? Chốt lại yêu cầu là bồi thường thiệt hại về mặt vật chất là còn lại là 2 tỷ 348 triệu và bồi thường về mặt tinh thần là 14 triệu 900 ngàn đồng. Nghĩa là vật chất thay đổi đúng không? Dạ. Từ 30 tỷ xuống còn 2 tỷ 3 nè. Dạ. Làm tròn nè. Và có yêu cầu về tổn thất tinh thần là 14 triệu 900 đúng chưa? Dạ đúng. Một lời xin lỗi không phải là vấn đề, nhưng mà bị cáo cảm thấy rằng bị cáo bị tấn công trước, cho bị cáo suy nghĩ một chút ạ.
tòa đã tiến hành thẩm vấn và công bố các tài liệu đối với 10 người mà bị cáo bị có đơn tố cáo và xâm hại, đúng không? Dạ. Trong đó cụ thể hiện nay ông Hưng tại tòa hôm nay là rút toàn bộ yêu cầu, chắc Vy Oanh cũng chỗ bà Oanh cũng vậy. Dạ. Tại tòa hôm nay thì cái nhận thức của bà đối với những người này, người ta có yêu cầu và xin lỗi, bà có yêu cầu xin lỗi, tiến hành bị cáo xin lỗi được không? Thật sự ra thì bị cáo cũng... Bị cáo nhận thức nè, ai cũng vậy, có sai, biết sai thì mới sửa được. Và cái sai và cái trả giá ngày hôm nay là đắt, đúng không? Nhưng những người từ nãy giờ, từ ông Hưng đến bà Oanh đều đề nghị là gì? À, bị cáo Hằng nhận thức được sai, xin lỗi và xin pháp luật giảm nhẹ đối với bà, đối với bị cáo đấy. Thì bị cáo nhận thức, bị cáo có xin lỗi được với những người này không? Cho bị cáo nói một lời. Rồi, bị cáo nói đi. Bị cáo năm nay 53 tuổi rồi, rồi. Bị cáo bị xúc phạm, chẳng lẽ bị cáo đưa những cái tin nhắn mà người ta xúc phạm bị cáo cho cả hội đồng xét xử thì sẽ thấy rằng là bị cáo bị tổn thương đến mức nào? Rồi, hội đồng xét xử ghi nhận chỗ này và đã giải thích cho cái phần đối với cái việc mà bị cáo Nguyễn Trung Hằng đã tố cáo với hành vi những người này thì quy định pháp luật đã xử lý rồi, đúng chưa? Dạ. Vậy đối với những yêu cầu của bên phía người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cụ thể trong vụ án này nè, bị cáo có xin lỗi được không? Một lời xin lỗi không phải là vấn đề. Nhưng mà bị cáo cảm thấy rằng bị cáo bị tấn công trước. Chứ không phải là bị cáo đi kiếm chuyện người ta, bị cáo không biết ai hết. Có nghĩa là bị cáo có tiến hành xin lỗi không? Cho bị cáo suy nghĩ một chút ạ. Rồi, được rồi. Tí chủ tọa sẽ quay lại cái phần hỏi vấn đề này. Riêng đối với những cái yêu cầu về bồi thường, về vật chất, về tinh thần mà từ nãy giờ chủ tọa đã xét hỏi và công bố, công khai, thì bị cáo có ý kiến gì về những cái yêu cầu bồi thường này? Dạ thưa bị cáo, không ý kiến gì, và phán quyết như thế nào bị cáo chấp hành như thế đó. À, có nghĩa là bà đề nghị giải quyết theo quy định pháp luật đúng không? Dạ. Rồi. Bị cáo có cần 5 phút để mà suy nghĩ vấn đề về xin lỗi không? Bị cáo về chỗ đi. Dạ. 5-10 năm nữa hay là mãi mãi trong lòng quý vị vẫn còn một Nguyễn Phương Hằng. Dù thương dù ghét gì, quý vị cũng sẽ nhớ tôi một Nguyễn Phương Hằng. Đã là một người hùng trong một khoảnh khắc nào đó. Dù là khoảnh khắc, khắc như là một người hùng. Người dân hòa lắm, người dân chú ý. Để người dân hòa hành quyết định. Công viên Tất Tường Việt. Người dân chú ý, người dân chú ý. Đề nghị người dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không dừng buôn bán, đổ xe dưới đất. Chị và các bạn, đó chính là An Cung hộp gỗ nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 60 viên. Và khi mở ra thì một cái hộp gỗ An Cung 60 viên sẽ như thế này. Trên tay Phúc đang là một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, được bào chế hoàn toàn từ những loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm. Thành phần chính là củ hoài sơn, cam thảo, mật ong. Ngoài ra còn có rễ xài hồ, bồ hoàng, phục linh, xạ hương, xuyên khung. Công dụng là sẽ hỗ trợ lưu thông máu này, làm giảm đau đầu, thiếu máu não, tác động mạch vành. Hộp An Cung hộp gỗ 60 viên này thì sẽ làm giảm suy nhược thần kinh, hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não và xuất huyết não, và phục hồi hệ thần kinh cho người bị tai biến mạch máu não, giúp cho bệnh nhân tai biến đi lại dễ dàng, giảm triệu chứng tim đập nhanh, hô hấp khó, rối loạn thần kinh và giúp cơ thể khỏe mạnh. Thì rất nhiều cô chú anh chị đã mua cái hộp An Cung từ bên Phúc và đều phản hồi rất là tốt. Và ngày hôm nay thì có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 880.000 thôi. Bên cạnh đấy thì cô chú anh chị sẽ có hai quà tặng, đó chính là sẽ được tặng một tuýp dầu nóng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 120.000, và sẽ được tặng luôn một kẹo sâm với giá là 45.000 nữa. Cô chú anh chị và các bạn cần mua thì có thể liên hệ ngay với Phúc qua số điện thoại 0374 590012 nha. Phúc Tài Chính sẽ hỗ trợ ngay cô chú anh chị lập tức ạ. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất.
uống lại hộp táo đỏ. Phúc Tài Chính sẽ cầm và giới thiệu cho cô chú anh chị. Đây là một loại hộp này, đây là một loại hộp nữa. Đây cũng là đều là hộp táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Và có tất cả là 4 loại táo đỏ như này. Đây, 4 loại táo đỏ. Đây, táo đỏ này nữa. Đây. 4 loại táo đỏ này thì đều bằng giá tiền nhau. Và liệu cô chú anh chị là cái táo đỏ Hàn Quốc thì có tính giữ nhiệt này, giàu chất dinh dưỡng và bổ giúp là bổ sung khí huyết này, bổ não, phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp táo đỏ cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây, đây là một hộp táo đỏ Hàn Quốc này. Nó sẽ giúp bổ máu, an thần, trị mất ngủ, dùng để sắc thuốc này, hoặc là để ăn liền, hoặc là để nấu chè nữa. Nó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tăng cường trí nhớ này. Và táo đỏ là được nuôi trồng và sản xuất trong môi trường thuận lợi, được kiểm tra kỹ lưỡng. Và đây là táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Táo đỏ này thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây, 1 cân táo đỏ như thế này. Và có tất cả là 4 loại, cô chú anh chị thích cái loại hộp nào thì có thể là đặt mua cái loại hộp đấy. Đây là một hộp táo đỏ này rất là xịn, chúng ta có thể là vừa ăn thưởng thức bồi bổ sức khỏe hoặc là có thể đem đi biếu. Hôm nay có một cái deal rất là hời về táo đỏ này và Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị nhé. Thì một cái hộp táo đỏ này sẽ có giá là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm cô chú anh chị nhé. Tặng một kẹo sâm 45.000. Đây là một cái deal rất là hời trong ngày hôm nay. Cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha. 4 loại táo đỏ này thì đều đồng giá cô chú anh chị nhé. Hai hộp táo đỏ thì đều cũng có giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Một hộp táo đỏ thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây, hai hộp táo đỏ này nữa cũng đều đồng giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Thì với tùy từng nhu cầu và cô chú anh chị thích những cái loại hộp nào thì có thể đặt mua cái loại hộp đấy. Đây, hộp táo đỏ này cũng là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm 45.000. Hộp táo đỏ này cũng thế, cũng là 165.000 và được tặng một gói kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính sẽ gửi những cái mặt hàng, những cái deal hấp dẫn này đến cô chú anh chị và các bạn nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo là Phúc Tài Chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn trà dưỡng nhan đông trùng cao cấp Hàn Quốc. Rất thích hợp cho các cô chú uống để cải thiện sức khỏe cũng như là nhan sắc của mình sau những cái giờ phút căng thẳng và mệt nhọc. Và Phúc Tài Chính sẽ mở hộp này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Ở bên trong này, đầu tiên sẽ là một tấm thiệp cảm ơn từ nhà sản xuất. Và tiếp theo ở trong này sẽ có tất cả là 25 gói trà dưỡng nhan đông trùng. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đây là cận cảnh của một gói trà dưỡng nhan đông trùng, bao gồm tất cả là 6 vị hòa quyện với nhau, gồm hoa cúc vàng, kỷ tử, táo đỏ, long nhãn, đông trùng hạ thảo sấy khô, có vị ngọt tạo nên một hương vị trà hấp dẫn, dễ uống, thơm ngon, bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Trà giúp cô chú anh chị và các bạn thanh nhiệt, giải độc, giảm mỡ máu, hạ men gan, tăng cường nội tiết. Đặc biệt là sự kết hợp của hoa cúc vàng và đông trùng hạ thảo sẽ giúp phòng chống ung thư hiệu quả. Trà dưỡng nhan này sẽ giúp giảm stress, an thần, giúp tinh thần luôn thư giãn, thoải mái. Đặc biệt là giúp giảm bọng mắt và quầng thâm nữa. Thành phần trong trà dưỡng nhan đông trùng này giàu chất oxy hóa, giúp hạn chế ngăn ngừa nếp nhăn và sự lão hóa của da. Như vậy, trà dưỡng nhan không chỉ là một thức uống thơm ngon mà là một sự lựa chọn rất tốt cho sức khỏe và làn da của cô chú anh chị. Với sự kết hợp độc đáo giữa những thành phần hoàn toàn là thiên nhiên, sản phẩm hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích đến cô chú anh chị, tốt cho cơ thể và tốt cho cả làn da nữa. Và nếu như cô chú anh chị và các bạn đang cần một sản phẩm bồi bổ sức khỏe để đem biếu tặng và dành cho bản thân thì có thể mua trà dưỡng nhan đông trùng Hàn Quốc này nha. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp trà dưỡng nhan đông trùng cao cấp Hàn Quốc với giá 175.000. Cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hắc sâm trị giá 50.000. Hãy nhanh tay gọi đến số 0374 590 012 để đặt mua deal
chiêu hời này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị một loại trà rất đặc biệt và phổ biến tại Hàn Quốc, đó chính là trà hoa sâm Hàn Quốc, và một gói này sẽ là 0,5kg cô chú anh chị nhé. Và trà hoa sâm thì rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc bởi vì cái vị thơm rất đặc trưng của nó. Nếu như mà rễ sâm được biết đến với hàm lượng saponin cao thì trong hoa sâm thì hàm lượng saponin này là cao gấp 5 lần. Và tác dụng của nó sẽ là chữa chứng mất ngủ này, thiếu ngủ, men gan cao này, mỡ máu, tiểu đường, huyết áp cao, huyết áp không ổn định. Và một túi trà hoa sâm này có rất nhiều công dụng mà cô chú anh chị và các bạn chắc hẳn rất cần. Đó chính là những ai mà gan yếu, đau dạ dày hay có vấn đề về đường ruột, muốn ức chế tế bào ung thư, ngăn ngừa lão hóa da, giúp cho da sáng khỏe thì có thể sử dụng cái trà hoa sâm Hàn Quốc này. Và ở bên Hàn thì người ta sử dụng cái trà này rất là nhiều để bồi bổ cơ thể. Và khi sử dụng trà hoa sâm thì người Hàn Quốc họ có thể ăn trực tiếp hoặc là hãm trà. Khi mà chúng ta ăn trực tiếp ấy, thì nó có vị hơi đắng nhưng mà có hiệu quả vô cùng với những cái bệnh như đau dạ dày, đau bụng hoặc đau họng do ăn nhiều đồ cay nóng, uống rượu bia. Hoặc là cô chú anh chị và các bạn có thể pha cái trà hoa sâm này với nước từ 90 độ trở lên để có thể thưởng thức cái vị trà hoa sâm thơm tự nhiên. Có thể dùng thêm với mật ong hoặc là đường để tăng thêm cái hương vị thơm ngon. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời. Đó chính là khi mua một gói trà hoa sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với túi 0,5kg này thì sẽ có giá là 330.000. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal hời này, cô chú anh chị và các bạn hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374-590-012 nha. Và đặc biệt những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Và tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn gói lá kim vụn trộn cơm ăn liền Hàn Quốc. Đây chính là món rất tốn cơm và đặc biệt là các bạn nhỏ rất là thích. Và mỗi túi này sẽ là 70g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và thành phần gồm rong biển, dầu ô liu, muối biển, vừng rang và lá kim vụn đã được tẩm ướp và rang xào chín, rắc vừng sử dụng ăn liền với cơm rất là ngon miệng và bổ dưỡng, đặc biệt là hấp dẫn đối với trẻ nhỏ. À, cô chú anh chị và các bạn có thể thấy ở đây bao bì này có sẵn là cái khóa zip này thì mỗi lần ăn xong chỉ cần khóa lại để đảm bảo được chất lượng rất là tiện lợi. Và đặc biệt loại rong biển ăn liền trộn cơm Hàn Quốc này cũng là một loại sản phẩm rất là bổ dưỡng cho sức khỏe. Cô chú anh chị và các bạn có thể mua thưởng thức hoặc là cho các bạn nhỏ trong nhà thưởng thức nha. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua 2 bịch lá kim rong biển trộn cơm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, mỗi gói là 70g với giá là 150.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một combo 3 gói rong biển ăn liền Hàn Quốc. Rất là hời phải không nào? Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374-590-012 nha. Và với những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính xin gửi tặng tới cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất trong drama. Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là mật ong chanh vàng. Sắp tới là những cái tỉnh thành mà sắp bước vào mùa đông, mùa lạnh rồi thì sẽ có rất nhiều các bạn nhỏ, người già và người trưởng thành gặp cái tình trạng là đau họng, thì mật ong chanh vàng này sẽ giúp chúng ta xóa tan đi cái nỗi lo đó. Mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, một chai này là 1kg cô chú anh chị nhé, là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu chanh vàng và mật ong tự nhiên. Sản phẩm chứa nhiều vitamin tăng đề kháng cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về họng. Và đặc biệt với công dụng của mật ong chanh vàng này sẽ bổ sung vitamin C, cung cấp axit amin, các chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa cảm gió này, cảm lạnh này, giúp giảm đờm này, giảm ho, chống nôn, tiêu hóa tốt và nâng cao thể trạng cho người già ốm yếu, suy nhược cơ thể. Thì hàng ngày chúng ta có thể dùng như một là cái dạng nước pha để mà uống nước giải khát và rất tốt cho cổ họng. Và đặc biệt khi mà ho thì chúng ta sẽ sử dụng như siro, uống 2 thìa mật ong chanh này đặc thì sẽ giúp giảm ho. Và chúng ta sẽ uống vào buổi sáng và buổi tối. Thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một lọ 1kg mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá sẽ là 195.000. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000.
Cô chú, anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374-590-012 để được nhận cái deal hời này nha. Và mỗi đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết từ năm ngoái cô chú anh chị nhé. Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn mật ong gừng Hàn Quốc lọ 1kg. Và bây giờ thì thời tiết đã chuyển về mùa đông, có những vùng miền đã lạnh rồi thì cô chú anh chị và các bạn có thể giữ ấm cơ thể, bảo vệ sức khỏe bằng việc là sử dụng mật ong gừng này cho bản thân và gia đình nha. Và công dụng của mật ong gừng là làm dịu ho, cung cấp năng lượng cho cơ thể, dùng được cho trẻ trên 2 tuổi, đặc biệt là rất tốt cho người bị huyết áp thấp hay bị ho, giúp làm giảm các vấn đề liên quan đến đường hô hấp như ngạt mũi và cảm lạnh, rất tốt cho hệ tiêu hóa, làm ấm người, tăng cường khả năng tuần hoàn máu, rất là có lợi cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân, tăng cường trao đổi chất. Và mật ong gừng vị ngọt thanh thơm mùi gừng là món quà sức khỏe rất cần thiết khi mùa đông đến để làm ấm cơ thể và bảo vệ cơ thể. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một lọ mật ong gừng 1kg với giá là 205.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374-590-012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn hộp kỳ tử sấy khô organic 454g. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, kỳ tử được sử dụng cùng các vị thuốc khác như là táo đỏ này, đẳng sâm để làm các món hầm tần. Chúng ta còn có thể sử dụng kỳ tử trong các bài thuốc đông y để chữa các bệnh, giúp thanh nhiệt, giảm sốt, giải khát hiệu quả vào những ngày hè oi bức hay mà lúc mà chúng ta đang cảm thấy mệt. Hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, đặc biệt là xúc tiến quá trình tạo máu và giảm mỡ máu. Đặc biệt là kỳ tử còn có thể hỗ trợ chữa trị, điều trị những cái chứng như là choáng này, mắt hoa này, nhìn mờ, đau lưng, mỏi gối. Và cái cách sử dụng là cô chú anh chị và các bạn có thể pha trà, uống lạnh, nấu ăn và làm thuốc. Và với rất nhiều công dụng trong cái loại hạt kỳ tử sấy khô này, organic, thì cô chú anh chị và các bạn ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính sẽ mang tới một cái deal rất là hời đến với cô chú anh chị và các bạn. Đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một lọ kỳ tử sấy khô 454g với giá là 195.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay cho Phúc đến số điện thoại 0374-590-012 nhé. Tiếp theo, Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một sản phẩm rất quan trọng, đó chính là dầu cá omega 3 lọ 300 viên. Dầu cá omega 3 Hàn Quốc rất tốt cho cả gia đình. Thành phần gồm DHA, EPA và hàm lượng DHA là nguồn cung cấp lý tưởng cho việc bổ sung dinh dưỡng và phát triển cơ thể cho trẻ em, phụ nữ mang thai sau sinh và kể cả là người trưởng thành. Omega 3 là một trong những loại chất béo giúp giảm nguy cơ bệnh tim, trầm cảm, mất trí nhớ và viêm khớp. Sản phẩm sẽ giúp phát triển não bộ và cải thiện thị lực, giúp ngủ sâu và ngon giấc hơn, hỗ trợ điều trị trầm cảm và giảm stress, ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh tim mạch và sẽ giảm mỡ trong máu này, cực tốt cho làn da của chị em, hỗ trợ trị bệnh viêm khớp dạng thấp, cải thiện sự thiếu chú ý, mất tập trung và tăng động, chống lại các triệu chứng khó chịu trong thời kỳ tiền mãn kinh và rất tốt cho người chăm sóc sức khỏe toàn diện, tăng cường trí nhớ và thị lực, giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan tuần hoàn huyết áp. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời khi cô chú anh chị và các bạn mua một lọ dầu cá Hàn Quốc omega 3 300 viên với giá là 525.000, cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm. Hãy gọi ngay đến số 0374-590-012 để đặt mua deal hời này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo, Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn tinh dầu thông đỏ Samsung Hàn Quốc hộp 180 viên. Tinh dầu thông đỏ được tinh chế theo công thức của người Hàn Quốc với thành phần chính gồm thông đỏ nguyên chất và một số vitamin khoáng chất khác có lợi cho sức khỏe như A, E, K và các axit amin protein.
Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên là những giấy tờ đảm bảo hàng chính hãng, cô chú anh chị và các bạn có thể yên tâm mua hàng. Và bên trong sẽ có hai hộp tinh dầu thông đỏ như thế này, và mỗi hộp sẽ có tất cả là 90 viên, tổng là 180 viên ở trong những cái vỉ rất là chất lượng như thế này. Và hộp tinh dầu thông đỏ này của hãng Samsung sản xuất nên là rất tốt và đảm bảo chất lượng. Và tinh dầu thông đỏ giúp làm sạch máu, làm tan lượng mỡ thừa, giảm chất phóng xạ, ngừa ung thư, giảm nguy cơ tai biến nhờ chức năng lọc máu cao, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa, điều trị hoàn toàn chứng hôi miệng. Tinh dầu thông đỏ Samsung Hàn Quốc có khả năng làm giảm chậm quá trình lão hóa, duy trì tuổi xuân, giúp hỗ trợ tích cực và hiệu quả trong việc điều trị bệnh. Và cách dùng thì cô chú anh chị và các bạn mỗi ngày sẽ uống từ 1 đến 2 viên sau ăn hoặc trước khi ăn 30 phút, chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 10 tuổi. Và đối tượng dùng sẽ là người suy giãn tĩnh mạch, người tiểu đường, người có nguy cơ tai biến đột quỵ, người viêm gan B, xơ gan, men gan tăng cao, chức năng gan suy giảm, người bị mỡ máu, huyết áp và đặc biệt là nam nữ rối loạn chức năng sinh lý. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời. Khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp tinh dầu thông đỏ Samsung Hàn Quốc 180 viên, cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hắc sâm trị giá 50.000. Hãy nhanh tay gọi đến số 0374 590 012 để đặt mua deal hời này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn cà phê Maxim nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Với một hộp này sẽ là 100 gói của chú anh chị và các bạn nhé. Và loại cà phê này có hương vị nhẹ nhàng, thanh khiết. Đây là thương hiệu cà phê nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Hương vị cà phê sữa thơm ngon kết hợp với nguyên liệu được tuyển chọn từ những hạt cà phê tinh túy nhất. Và thành phần sẽ gồm cà phê hòa tan, đường trắng, sữa tách béo và không có chất hóa học cũng như là chất bảo quản ở trong đây. Và với hộp cà phê này thì cô chú anh chị và các bạn chỉ cần bảo quản ở nơi thoáng mát với nhiệt độ thường. Và một hộp cà phê Maxim này sẽ là 1 cân 2. Và bên trong sẽ có tất cả là 100 gói cà phê như thế này. Rất tiện dụng để sử dụng. Và chắc hẳn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn thích uống cà phê. Mỗi buổi sáng thức dậy mà chúng ta có một ly cà phê thì tinh thần rất là sảng khoái, đặc biệt là có một cái sự tập trung cao chào mới ngày bắt đầu. Hay là những cái buổi chiều làm việc, nếu như chúng ta mà chưa tỉnh táo sau cái cơn buồn ngủ buổi trưa thì có thể sử dụng cà phê này để giúp chúng ta tỉnh táo hơn. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp cà phê Maxim Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng với giá là 450.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012. Và Phúc Tài Chính đang đợi cô chú anh chị và các bạn gọi nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama. Để theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với hộp là 120 viên. Và viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ lá thông đỏ có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm ở Hàn Quốc, hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan tới huyết áp này, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể và đặc biệt là điều trị các bệnh liên quan đến vấn đề tim mạch, tăng cường chức năng gan, ngăn ngừa hỗ trợ ngăn chặn một số loại khối u gan dạ dày, hỗ trợ rối loạn nội tiết tố, thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ tinh thần. Và những ai thì nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc hộp 120 viên này thì đó chính là những người lớn tuổi này, sức khỏe suy giảm, có nguy cơ mắc bệnh mỡ máu, tim mạch hay là những người gan thận hệ thần kinh suy giảm. Thì với những cô chú anh chị nào đang quan tâm về vấn đề sức khỏe thì viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này cũng là một sự lựa chọn mà rất nhiều cô chú anh chị và các bạn lựa chọn. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 120 viên này thì cái giá là 1.290.000 đồng và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 45.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé. Không chỉ thế, cô chú anh chị và các bạn còn được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những dấu ấn đặc biệt nhất trong drama lịch sử này. Mời cô chú anh chị và các bạn đến với sản phẩm 1 cân nấm linh chi vàng chanh Hàn Quốc.
Hình ảnh sản phẩm ở ngay trên màn hình đây, nấm linh chi có tác dụng rất tốt kháng độc tố, làm cân bằng huyết áp, tác dụng nâng cao chức năng gan, giải độc, mát gan, bổ khí, làm tăng hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Và khi cô chú anh chị và các bạn sử dụng nấm linh chi thì sẽ giảm đau nhức, giảm mất ngủ, chống dị ứng và ung thư, tăng cường khả năng của thận, làm cho da dẻ hồng hào, điều hòa kinh nguyệt, giúp cơ thể luôn tươi trẻ. Và cái cách bảo quản nấm linh chi sẽ trong tủ lạnh, ngày uống 3 lần trước bữa ăn. Thưa cô chú anh chị và các bạn, khi mà cô chú anh chị sử dụng nấm linh chi thì sẽ có cách sử dụng. Thay bột thì chúng ta sẽ hãm nước sôi vào cốc rồi uống trực tiếp, hoặc là thái lát thì cô chú anh chị có thể là đun sôi để nguội rồi chắt nước để uống. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời. Khi cô chú anh chị và các bạn mua 1kg nấm linh chi vàng chanh Hàn Quốc với giá là 850.000 đồng tặng ngay một gói kẹo sâm, thì cô chú anh chị cũng có thể liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012, cô chú anh chị nhé. Là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, kẹo hắc sâm Hàn Quốc mỗi gói là 170g. Thành phần gồm có mạch nha, đường kính, vitamin C và hồng sâm, rất tốt cho sức khỏe của cô chú anh chị. Kẹo hắc sâm chứa những nguyên liệu quý của củ sâm nguyên chất, giúp thư giãn này, sảng khoái tinh thần, đem lại cảm giác khỏe khoắn, tỉnh táo, nâng cao sự tập trung trí não và sức đề kháng. Kẹo hắc sâm rất mát họng với mùi thơm của hắc sâm đặc trưng đậm đà. Kẹo hắc sâm này rất thích hợp với người cao tuổi hay nhạt mồm, nhạt miệng và cũng có thể làm quà tặng cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý là kẹo hắc sâm này không dùng cho trẻ dưới 3 tuổi để tránh sâu răng và đề phòng ruột còn yếu. Và cách dùng là cô chú anh chị và các bạn sẽ ăn và ngậm trực tiếp, sử dụng 2 đến 3 viên mỗi ngày mỗi khi mà cảm thấy mệt mỏi và muốn bồi bổ cơ thể. Và kẹo phù hợp với mọi đối tượng nên có thể yên tâm chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình vào những ngày chuyển mùa. Khi mà cô chú anh chị cảm thấy mệt mỏi hay tụt huyết áp thì có thể ăn kẹo sâm này để hồi phục sức khỏe nha. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời. Khi cô chú anh chị và các bạn mua 2 gói kẹo hắc sâm, mỗi gói 170g với giá 100.000 đồng, cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hắc sâm 170g. Hãy nhanh tay gọi đến số 0374 590 012 để đặt mua điều hời này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp. Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn cao hồng sâm 365 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái lọ này ra để cô chú anh chị và các bạn xem nhé. Đây là một dạng sâm khác, là dạng cao sâm cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên trong một hộp cao sâm đó sẽ gồm 2 lọ sâm như thế này. Và cao sâm này sẽ giúp bổ sung dưỡng chất, bao gồm nhiều vitamin, axit amin, chất khoáng và các yếu tố vi lượng bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực này, nâng cao sức đề kháng, miễn dịch, phòng ngừa bệnh. Và ở đây sẽ là dạng cao cô đặc sệt sệt màu cánh gián. Và cao sâm này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, bổ khí huyết, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch. Đặc biệt là sẽ giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc và bồi bổ, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư, tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa giảm viêm loét dạ dày cô chú anh chị và các bạn nhé. Và đặc biệt là cái hộp này thiết kế là cực kỳ là sang trọng, cô chú anh chị và các bạn có thể đem đi biếu tặng, cực kỳ là sang và mang lại sức khỏe cho người được tặng nữa. Bên trong hộp cao sâm này sẽ có một cái thìa để cô chú anh chị và các bạn múc cao sâm này ra. Và với một lọ cao sâm này thì sẽ là 240g cô chú anh chị nhé. Hai lọ sẽ là 480g. Và cao hồng sâm cô đặc này là đều là 6 năm tuổi. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua cao hồng sâm 365 Hàn Quốc, sâm 6 năm tuổi, hộp 240g với giá là 625.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo thì Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một dòng sâm cao cấp bên Phúc Tài Chính, đó chính là hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi, 300g với 10 củ lớn.
và sâm khô nguyên củ hộp thiếc Hàn Quốc được chế biến từ củ hồng sâm 6 năm tuổi là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc, không chỉ mang tới hương vị thơm ngon, dễ dùng mà còn có tác dụng bồi bổ và chăm sóc sức khỏe rất tốt cho cơ thể. Đặc biệt là với cô chú anh chị đã có tuổi và thành phần là hoàn toàn từ hồng sâm khô 6 năm tuổi và ở trong đây có tất cả là 300 gram hồng sâm khô hộp thiếc với 10 củ sâm khô cô chú anh chị và các bạn nhé. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp sâm này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là hộp thiếc này và mở chúng ta sẽ mở ở cái nắp như thế này. Và đây là hộp thiếc và khi mà mở cái hộp sâm này thì cô chú anh chị và các bạn lưu ý cho Phúc Tài Chính là cẩn thận không là cái chỗ này nó sẽ làm đứt tay cô chú anh chị và các bạn nhé. Bởi vì nó bọc rất là chắc chắn thì bên trong nó sẽ sâm khô hộp thiếc khi mở ra nó sẽ là một lớp như thế này, cực kỳ là chất lượng. Tài Chính sẽ mở ra cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây, như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây bên trong chính là một hộp gỗ được đóng bọc rất cẩn thận như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn bên trong là những củ hồng sâm khô như thế này. Và đây là sâm 6 năm tuổi và tổng cộng sẽ là 300 gram là 10 củ lớn cô chú anh chị nhé. Đây là một dòng sâm cao cấp. Màu sắc mùi vị của loại hồng sâm củ 6 năm tuổi này là màu nâu vàng, mùi thơm vị đặc trưng của hồng sâm khô. Và với hồng sâm khô 6 năm tuổi cao cấp này sẽ giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe, giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, giảm xơ vữa động mạch, hạn chế sự lão hóa và làm đẹp da, giảm stress này, hỗ trợ suy nhược thần kinh. Và cô chú anh chị nếu như mệt mỏi cần bồi bổ sức khỏe, người mới ốm dậy hay là người cao tuổi thì rất thích hợp dùng những cái sâm khô như thế này. Và cái sâm khô này chắc chắn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn biết, đó chính là hoàn toàn có thể ngâm rượu và rất tốt được sức khỏe. Cái này chắc là các chú rất là thích đây. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một hộp là 300 gram và với 10 củ lớn thì với giá là 1.550.000 đồng. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Và để nhận được cái deal này cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012. Và đặc biệt khi mua hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300 gram với 10 củ lớn như thế này thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ nữa. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính gửi cái deal hời này đến với cô chú anh chị và các bạn. Đây là nước hồng sâm chính phủ KGC này. Và cái thành phần trong này sẽ gồm thành phần nước tinh khiết 0,36% tinh chất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi cô đặc. Và những cái thực phẩm hỗn hợp cô đặc, mạnh nha, hương thảo mộc rất là tốt cho sức khỏe. Và cái công dụng của nước hồng sâm chính phủ KGC này sẽ là giảm stress này, mệt mỏi, căng thẳng, nhức đầu, giúp tỉnh táo tinh thần, nâng cao cái hệ thống miễn dịch này, phòng ngừa tiểu đường, đẹp da, chống oxy hóa. Bên trong một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ là chia ra 6 gói lớn như thế này. Bên trong là có tất cả là 30 gói nhỏ như thế này cô chú anh chị nhé. Và mỗi gói nhỏ như thế này thì sẽ là 70ml. Và với một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ có giá là 780.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Đây là một cái deal rất hời bởi vì bình thường ở ngoài một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC này có thể lên đến 900-950.000 cơ. Nhưng với Phúc Tài Chính thì nhập được những cái giá tốt. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị nhé. Và bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào. Và bên trong đó chính là một hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong như thế này. Và thành phần sẽ gồm có là nhân sâm 6 năm tuổi và mật ong rừng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và sản phẩm này dùng cho những ai làm việc căng thẳng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chơi thể thao quá sức và muốn tăng cường sức khỏe. Đặc biệt cô chú anh chị nào mà người mệt mệt mới ốm dậy thì có thể sử dụng những cái lát sâm tẩm mật ong này sẽ tăng cường sức khỏe và bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng. Và công dụng của hộp sâm thái lát tẩm mật ong này đó chính là bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, tăng cường trí nhớ, bổ máu, mát gan, bổ thận, giảm cholesterol này, phòng ngừa tiểu đường này. Bên cạnh đó sẽ là tăng cường hệ miễn dịch,
điều hòa huyết áp, kích thích ăn ngon miệng hơn. Đặc biệt là hộp hồng sâm lát tẩm mật ong này sẽ giúp cô chú anh chị và các bạn làm đẹp da, hạn chế lão hóa. Thì cách dùng là cô chú anh chị và các bạn ăn hoặc là ngậm trực tiếp vô cùng tiện lợi. Mỗi khi mà cô chú anh chị và các bạn mệt mỏi, căng thẳng, thiếu tỉnh táo thì có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này. Hay là những ngày mà di chuyển đường dài, làm việc vất vả, tàu xe cộ thì cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này để có thể lấy lại được sức khỏe, bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng nhất. Và để hỗ trợ sức khỏe thì một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm từ 2 đến 3 lát hồng sâm tẩm mật ong này. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, với một cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị và các bạn nhé. Cái giá sẽ là 350.000 và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal rất là hời này, cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay đến số 0374 590 012. Phúc Tài Chính hỗ trợ gửi sản phẩm đến cô chú anh chị và các bạn một cách nhanh nhất nhé. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một sản phẩm rất là đẹp và bổ dưỡng, đó chính là mật ong sâm Hàn Quốc. Mật ong sâm Hàn Quốc với lọ là 580g thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Bên trong cái hộp này sẽ là một hũ mật ong sâm nặng 580g và được đặt trong một cái bình thủy tinh rất là an toàn cho sức khỏe như thế này. Và đây là sản phẩm được tinh luyện từ những củ sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc với quy trình tiên tiến, luôn được đảm bảo nghiêm ngặt những yêu cầu kỹ thuật. Sản phẩm này được coi là thực phẩm an toàn bổ dưỡng cho sức khỏe. Và trước khi lấy ra thì chúng ta sẽ khuấy đều và múc ra chén. Cô chú anh chị và các bạn có thể dùng trực tiếp hoặc là pha loãng ra với nước. Dùng tốt nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và vào buổi trưa. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là những cái lát sâm được ngâm với mật ong. Và đây chính là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Và với hộp đựng sang trọng đẹp mắt như thế này thì đây cũng sẽ là một món quà rất tốt để đi biếu tặng trong dịp lễ Tết. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hũ mật ong sâm 580g với giá là 250.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm như thế này. Và để nhận được cái điều này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Ở đây sẽ có hộp tất cả là 30 gói như thế này cô chú anh chị nhá, và một gói sẽ là 70ml. Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào nhá. Và bên trong hộp hồng sâm chén Hàn Quốc thì được chia thành 6 hộp nhỏ như thế này. Và có tất cả là 30 gói 70ml như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và với nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ hồng sâm nguyên chất hảo hạng 6 năm tuổi, kết hợp với các loại thảo mộc thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe, cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người mới ốm dậy và những người cao tuổi. Và công dụng của nước hồng sâm chén Hàn Quốc là sẽ hỗ trợ sức khỏe ổn định, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, hồi phục cơ thể suy nhược, kém ăn, rụng tóc, khó tiêu, hỗ trợ thải độc cơ thể, rất tốt cho những người làm việc trong môi trường không trong lành. Tăng cường sức đề kháng này, hỗ trợ tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung, đồng thời tăng sự trao đổi chất cho cơ thể khỏe mạnh. Thì cô chú anh chị nào mà sức khỏe yếu, làm việc vất vả quá sức hay là người mới ốm dậy thì khi mà uống cái sâm này sẽ tăng cường được sức khỏe để bồi bổ cơ thể sau những cái trận ốm. Và những cái sản phẩm sâm như thế này thì Phúc Tài Chính cũng rất là hay mua cho bố mẹ của Phúc Tài Chính uống, nên là Phúc Tài Chính mới thích bán cái sản phẩm như thế này. Thấy ở đây cái hộp này nó rất là lớn và nó sẽ nặng khoảng tầm khoảng là hơn 2 cân cơ. Chính vì vậy nên là đây cũng sẽ trở thành một cái món quà đi biếu rất là sang trọng và lịch sự. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời dành cho những cô chú anh chị mua cái nước hồng sâm chén Hàn Quốc này. Thì khi mua một hộp hồng sâm chén Hàn Quốc với giá là 415.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000. Và đặc biệt những cái đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính chắp bút viết cô chú anh chị và các bạn nhé. Trong này sẽ có tất cả là
10 chai nước hồng sâm và có củ sâm ở bên trong. Và mỗi một chai này thì sẽ là 120ml cô chú anh chị nhé. Nước hồng sâm Hàn Quốc 10 chai có củ sâm tươi là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay không chỉ trên thị trường Hàn Quốc mà còn có cả nhiều nơi trên thế giới nữa. Đây là cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị dinh dưỡng rất là cao, giúp ích cho sức khỏe. Và sản phẩm được làm từ hồng sâm cổ 6 năm tuổi, cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Đây chính là bên trong này là có củ sâm nguyên chất này cô chú anh chị này. Và cái loại sâm này sẽ là sâm 6 năm tuổi cô chú anh chị nhé. Cái công dụng của nó thì sẽ là tăng thể trạng này, bổ sung năng lượng này, hạn chế lão hóa, mát gan, bổ phổi, cải thiện da. Và rất phù hợp với những người cao tuổi bị suy nhược hay là lao động nặng hoặc là những người mà chơi thể thao. Thì hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà mua một hộp 10 chai nước hồng sâm có củ với mỗi một chai là 120ml thì cái giá sẽ là 345.000. Cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Và cô chú anh chị muốn đặt mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng cô chú anh chị nhé. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, hộp 10 chai cô chú anh chị nhé. Trong một hộp này sẽ có tất cả là 10 chai, mỗi chai 100ml như thế này. Và hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, một thương hiệu rất uy tín tại Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm và một số thảo dược quý của Hàn Quốc. Nước uống bổ sung năng lượng này, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng. Sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người già, người lao động nặng nhọc và stress cao. Công dụng là sẽ giúp bổ dưỡng này, giải khát, tăng sức đề kháng, phục hồi thể lực nhanh chóng này, bổ gan, mát phổi, giảm mỡ máu, cải thiện tình trạng thiếu ngủ, hạn chế lão hóa, tăng đàn hồi của da trẻ lên và kéo dài tuổi thọ. Và có rất nhiều công dụng trong một chai nước sâm này thì cô chú anh chị nào bị ốm này hay là lao động nặng nhọc mà muốn được phục hồi sức khỏe nhanh chóng thì có thể sử dụng cái chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính đem đến cô chú anh chị một cái điều rất là hời. Khi mua một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cô chú anh chị chỉ cần 145.000 đồng là đã được sở hữu hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung này rồi. Và hơn thế nữa, cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nữa. Chỉ với 145.000 sẽ được ngay một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc và một gói kẹo sâm 45.000. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị. Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn viên đạm hồng sâm Nhung Hiêu Linh Chi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp đỏ 120 viên và thành phần bao gồm sâm đỏ Nhung Hiêu, tinh chất linh chi, sữa ong chúa, vitamin B1, B2, B6, E, C, dầu đậu nành, dầu cọ cùng một số sản phẩm thảo dược quý hiếm khác tạo nên một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe. Và công dụng sẽ là phục hồi tăng cường sức khỏe trước và sau khi ốm, phụ nữ sau sinh, phòng ngừa tăng cường khả năng miễn dịch cho người bệnh, điều hòa trạng thái huyết áp, tim mạch, hạn chế tiểu đêm cho người già, giải độc gan và thận, tốt cho hệ tiêu hóa, phòng ngừa các khối u, hỗ trợ cho người bị tiền đình, thiếu máu, kém ăn, mất ngủ, hạn chế rụng tóc, lão hóa, đem lại làn da mềm mịn, căng tràn cho người sử dụng. Và nếu cô chú anh chị và các bạn muốn bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là với cô chú đã có tuổi hay là các anh chị muốn mua một cái món quà bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ thì có thể sử dụng cái viên đạm hồng sâm linh chi Nhung Hiêu hộp đỏ 120 viên này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua một cái hộp viên đạm hồng sâm Nhung Hiêu linh chi hộp đỏ 120 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 590.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy gọi ngay cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hồng sâm KGC Hàn Quốc. Đây là loại trà sâm được rất nhiều người yêu thích.
là sản phẩm được chế biến dưới dạng trà cao cấp này, mang hương vị độc đáo và đặc trưng cho hồng sâm Hàn Quốc với dạng bột hòa tan này, dễ dàng mang đi bất cứ đâu. Thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như nào nhé. Thì bên trong hộp trà này sẽ có tất cả là 100 gói như thế này, dạng bột hòa tan rất dễ dàng mang đi. Như cô chú anh chị nào mà đi tàu xe có thể mang những cái gói trà nho nhỏ này đi để uống ngậm trước khi lên xe thì sẽ rất là khỏe. Và công dụng của nó sẽ giúp bồi bổ cơ thể nhanh chóng, khiến cho người bị suy nhược, thể trạng kém hay đau ốm có thể là bồi bổ cơ thể và hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Tăng cường sức đề kháng này, giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tim mạch, cải thiện trí nhớ, làm đẹp da để thải độc, bồi bổ cơ thể cho những người lớn tuổi. Và đối tượng sử dụng là những người cao tuổi này, mắc bệnh tim mạch và những ai mà đang làm việc quá sức và muốn hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Và cách sử dụng đó chính là một ngày thì sẽ dùng 2 lần, mỗi lần pha 2 cốc và dùng với nước ấm hay là nước lạnh là tùy thích. Và có thể thêm đường hoặc mật ong tùy khẩu vị. Nên dùng sau mỗi bữa ăn, lúc thư giãn để chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất. Và một hộp trà hồng sâm Hàn Quốc này sẽ nặng là 300g với 100 gói như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Vì là 100 gói nên sử dụng được rất là lâu cô chú anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua một hộp trà hồng sâm 300g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hãng KGC với giá 290.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi đến số 0374 590 012 để nhận được một cái deal rất là hời này nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính vẫn sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô chú anh chị và các bạn đừng ngần ngại gì cả, hãy gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái